Ở phần tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn cái file music vào cho cái đoạn video. Ở đây để chèn vào thì đây mình thấy có hình biểu tượng cái loa này, bấm trên music. Đây, mình ép vào. Chọn một bản nhạc mình yêu thích gì đó thì các bạn bấm một phần nha. Ok. Thì đây chương trình nó sẽ bắt đầu lót đủ 100% thì này mình sẽ có được cái file video. Thì ở phần đầu tiên thì mình có hướng dẫn các bạn là ở chế độ timeline, thì mình sẽ làm ở chế độ timeline thì ở đây mình cân chỉnh cho cái video music của mình chuyển qua chế độ timeline. Ở đây thì cái này mình sẽ có hai cái biểu tượng. Thứ nhất là cái này là biểu tượng là âm lượng lớn nhỏ này, không phải, cái này là phóng to thu nhỏ, nghĩa là mình phóng to thu nhỏ cái màn hình mình đang làm việc. Còn cái thứ hai ở đây là cái âm lượng của mình này, đó kéo lại hay là phóng to âm lượng của mình. Đây có đầu tiên các bạn phải coi này nha, mình bấm double click vô cái hình file âm nhạc thì ở đây nó sẽ có hai cái biểu tượng. Thứ nhất là biểu tượng hình hình ngón tay ở đây, mình sẽ kéo cái này là mình kéo để mình cắt cái phần video mình muốn nó nằm ở vị trí thứ mấy, giây thứ mấy của video sẽ bắt đầu phát, mình sẽ kéo cái hình biểu hình ngón tay đây ha, tùy mình. Còn thứ hai á, là mình sẽ kéo cái biểu tượng, mình sẽ có biểu tượng là cái hình hai mũi tên kéo về hai phía. Thì này là mục đích ý nghĩa của nó là mình kéo để mình thu cái có nghĩa là cái file âm thanh của mình nó sẽ lớn dần theo thời gian. Đây nhỏ bắt đầu nghe lớn 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 lên từ từ. À, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe nè. Đầu tiên nó sẽ không có, nó nhỏ, sau đó lớn dần. Rồi, đạt được đỉnh đây. Còn bây giờ mình sẽ đưa về cái giai đoạn mặc định của nó đây. Giờ mình muốn nó bắt đầu từ giây số 15. Đây, nó bắt đầu giây số 15. Thì từ giây bắt đầu từ giây số 15 nó bắt đầu phát nhạc cho mình. À, các bạn nghe chưa? Còn bây giờ mình muốn cho nó phát từ giây số 10, nó bắt nhỏ từ từ rồi bắt đầu nó sẽ lớn lên. Thấy chưa? Nó nhỏ từ từ bắt đầu sẽ lớn lên dần. Còn bây giờ mình muốn di chuyển cái file âm thanh của mình đó thì mình sẽ bấm Ctrl, mình đè và nhấp chuột trái, mình sẽ di chuyển cái phần âm thanh của mình. Thì các bạn đây mình sẽ đưa nó về dần zoom chế độ nhỏ nhất này để mình kéo mình nắm cái file nhạc. Thì đây mình thấy các bạn thấy là cái file nhạc nó rất là dài so với cái đoạn video của mình, nó tới tổng thời gian nó là hơn 4 phút. Bây giờ để làm sao để cho mình vừa hết nhạc và nó sẽ hết cái video thì mình sẽ nắm mình kéo kéo thế nào tới phần đuôi của nó mình sẽ cắt nó lại đây, mình sẽ nắm nó mình lo nó về. Thấy chưa? Giờ nó sẽ kết thúc ở cái bằng cái hình này. Mình muốn nó kết thúc ở cái dây cái hình số 22. Mình bấm nó ra. Lớn nhỏ cũng y chang như lúc nãy. Rồi giờ mình thí dụ giờ mình muốn add thêm một cái file nhạc nữa thì sao? Giờ mình add thêm một file nhạc nữa đây nha. Cũng vẫn là sao chép và nhấn dấu cộng vào.
Này, nếu mà các bạn muốn mình dễ thực hiện mà không cần mình dài dòng một cái file đến 4 phút thì mình sẽ cắt cái video, mình cắt cái đoạn nhạc của mình trước bằng cái chương trình Tool Converter. Thì đây tương tự cái đoạn thứ hai mình cũng sẽ nắm, mình kéo nó đi. Control chuột trái nắm kéo. Hoặc là mình đưa nó từ nhỏ đến lớn. Đây phát từ nhỏ đến lớn đây. Thì các bạn ha, mình kết thúc cái phần chèn âm nhạc cho cái video ở đây.